Khô. Dạ. Ừ. Ăn lên, hả dạ. Con này kia nào á? Dạ, còn bên kia. Bên nào? Bên kia là keo. Lại keo bông này để tùm đầu tùm lum hết. Đây là sống chén của mình đúng không? Sống chén. Nuôi gì nữa hay gì hả bạn? Không có nuôi cái gì hết trơn. Ủa cái nào, nồi này là nồi gì? Nồi bắp. Nồi bò. Không, con đây giống như nấu tắm. Nấu tắm á, nấu tắm cho bò. Là dở đây nè, xuống xuống. Nấu tắm cho bò hả? Ngọc. Cái gì con? Nấu tắm cho bò ăn hả? À dạ. Nhà bà có nuôi bò hả? Không có. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Châu của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là một cái mái nhà nho nhỏ dưới một cái lũy tre cô bác quý anh chị. Ở trong ngôi nhà này thì không có cửa nẻo kín đáo cả. Và có một bà cụ ngoài 80. Hằng ngày thì bà phải đi bán chuối bán khoai gì nè, để mà nuôi người con gái của mình sau khi bị bệnh đó. Thì không biết cuộc sống hiện tại như thế nào. Thì để tìm hiểu sâu hơn thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong để tìm hiểu về cuộc sống của bà cùng với lại người con của mình ha. Dạ, gái. Gái của bà hả? Dạ. Dạ. Con chào bà ha. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu? 80 hả? À. 80 còn chị? À, 50. Chị 50 hả? À. Trời ơi. Người mẹ 80 nuôi người con 50 tuổi. Nhưng mà chị này ngày xưa là có chồng hả bà? Có chồng. À, có chồng sao bà cởi con nghe được không? Nó có chồng vừa ngoại á, vừa ở ngoại á, vừa cái nó bệnh cái chồng nó giao ra cho tôi chứ. Có chồng bao nhiêu năm bà? Con nó năm nay cũng hai mấy tuổi rồi đó. 27, 28 tuổi gì rồi. Con Út là 17 tuổi. Có hai người con hả bà? Có hai đứa à. Rồi không nuôi mẹ mình được sao mà phải giao có cho bà? Có nuôi đâu, mà hai thằng trai không á. Dù thằng kia thì đi mặn, thằng nào cũng mất đi mặn hết trơn, không có đứa nào ở nhà hết trơn. Giờ cha nó em vô đây giao cho tôi á. Trời ơi. Ê, đó tôi nó nói à, đó tôi trả bà đừng trở về ngoại cho tôi nữa nha. Nói trời ơi. Ai mặn chồng ai khóc. Nhưng mà chị này hồi đó làm cái công việc gì? Cũng đi buôn bán vậy đó. Bán sâu, bán bắp, bán này, bán kia đủ thứ vậy. Là chị bây giờ nói chuyện được không? Chị tên gì bà? Tên gì chị? Hỏi đi. Chị tên gì? Người ta hỏi kìa. Chị nhiêu tuổi rồi? Bây giờ chị nhớ cái tên của mình thôi. Nhớ cái tên. Không biết gì. Nhưng mà lúc trước là bình thường hả bà? Bình thường đi bán này kia nọ. Đâu có ấy đâu. Giờ ở ngoài vợ chồng nó gây lộn, quýnh lộn sao quýnh sao mà giờ đi khám về chạm sợi dây gì đó. Giờ nói không được cái gì cũng không biết cái gì hết. Đi khám với nhà thương gì quên thành nào quay. Bệnh viện tâm thần ha. Bệnh tâm thần mà ngoài gì đó không quên à. Mới có giấy bên nhà kìa. Thì đưa về đây, đưa chị về đây bao nhiêu năm rồi? Thì không bệnh dịch bệnh tới bây giờ đó. 2-3 năm luôn. Giờ là ngay lúc đầu á. Rồi còn ra vô đưa bằng đêm, đưa về ngoài bằng ngày về trong này. Dạ. Rồi cái viết rồi nói thôi tôi giao bà luôn trong này đó, bà giữ luôn đi. Tôi không có lãnh nữa đó, bà đừng đem về ngoài. Nó nói vậy. Trời ơi. Bà đi bán chuối, bán khoai để nuôi con gái của mình. Bán chuối, bán bắp đồ. Anh nó cho khi mua 4 giờ khuya thức dậy đi mua bắp rồi đó. Nuôi đó. Chứ ở nhà tiền đâu nuôi. Nghe chạy. Nói là chị đi bán khoai cũng có bị đi lạc nữa hả? Không biết người đó đâu, tôi không biết nữa. Còn nó là đi bán cấp mà mới máu phát bệnh lên nó ở ngoài kêu nó cũng đi bán bắp bắn này bắn kia nọ rồi đi lạc rồi ra thấy quen bà con dòng họ không đó, cái ta đưa về hôm nay giàu nghỉ báo luôn tới giờ đó. Có nghĩa là chị mới phát bệnh đi thôi, máu phát này. Trời ơi trời, bị tại vì nó bị quýnh á, bị thằng chồng nó quýnh sao nó giờ chạm dây này nè, nó mới không biết đường đi về đó. Cái một lần đi mặn bán mặn mình một, làm mình một bán mình một vậy á. Giờ mình phát bệnh lên tới giờ các em nó biết thấy sao mà kỳ kỳ vậy đó. Giờ nói đâu ấy thôi, ai về đâu mà đi khám ra là bị gì đó. Rồi vào đây một ngày bà bán được nhiêu tiền? Trời Phật ơi, bán lời có 40-50 ngàn bạc à con ơi. Đủ sống nuôi nó với bà vậy đó. Một cá một mắm đồ ăn chứ có giá bằng hàng bọng gì đâu.
còn nói sáng thì 15 ngàn. Bây giờ bà bác hai đi bán về trưa quá, trưa giờ không có mua được cơm đồ cho nó ăn cho nó no. Còn tới giờ này về bán cơm cho nó ăn, có khi em dâu nó bưng cơm cho nó ăn gì dầu đó. Thôi bà mớt bớt cơm cho chị ăn đi đó, chị đói. Mình đừng ăn rồi hả gì? Ăn cơm chưa hả? Ăn cơm chưa? Ăn dầu hả? Ăn chưa? Ăn cơm chưa? Rồi anh chốt cho nó, nó cũng sáng cho ăn. Không, cứ bình thường đi bà, cứ sinh hoạt bình thường thì con không sao. Con chia sẻ những cái thước phim thực tế à. Bà cứ bữa cơm cho chị ăn thử coi như thế nào. Ăn cơm nha. Ăn cơm không? Đó là chị đói. Ăn cơm không? Nè ăn cơm không? Ăn cơm không? Tại vì nó chắc nó chưa đói à. Một bà mẹ 80 mà gọi người con 50 tuổi giống như là con mới lên 3 vậy, ăn cơm không? Ừ. Trời ơi. Thì cái căn nhà của bà cất lâu chưa? Cái này nè hả? Tre cũng 3 4 năm nay vậy rồi. Trời mưa thì chạy trốn, chỗ nào không dột thì ngầu đó, chỗ nào hết mưa ngủ. Trời ơi, tối ngủ ở đâu? Đây nè. Tối ngủ của hạt, bà với lại chị ngủ đây luôn. Ngủ đây luôn, ở rồi. Đây luôn. Không có cửa nẻo gì hết? Không có cửa gì cho, mà ở đây thì không có ai phá quấy gì hết trơn. Ôi ơi, rồi điện đài rồi sao bà? Điện thì xài ké với mấy đứa con, mấy đứa cháu. Bà có mấy người con? Người đứa lặng. Mình ở tứ tán hết trơn, nó không có ở đây, ở đây có con dâu nãy đó. Còn tháng gửi cho bà được nhiêu tiền? Có gửi đâu con, mặn không đủ sống nuôi hai vợ chồng đó. Con cái đó. Bỏ nợ đi hết hai thằng. Bỏ nợ đi nữa? Bỏ nợ đi nữa. Rồi ông đâu bà? Ông mất mười mấy năm à. Mười hai, mười ba năm gì không? Hôm nay này nhà mình ăn cơm gì? Ăn cơm với cá kho với đầu tương. Cho con xem được không? Cà đất. Lấy cơm cho chị ăn đi bà. Ồ, bà teo này là để bán hay sao? Cái nào? Này nè bà. Bán bậy bạ nó gì á. Con cái này là thùng đồ của mình đó hả? Ừ. Này là cá chê hả? Cá chê kho. Trời ơi. Đây là cái khổ sở không? Này là cái không gian bếp của mình hả bà? Này là cái nhà bếp để nấu ăn đồ này kia nọ. Dạ, còn bên kia? Bên nào? Bên kia là treo keo bông này để tùm đồ tùm lum hết. Này là súng chén của mình đúng không? Súng chén. Bên đây là cái bếp củi mình hả? Cái đó bếp là củi nấu cơm. Nấu cơm với lại nấu khoai đúng không? Nấu khoai, nấu bắp, nấu đồ đủ thứ. Ủa bà có nuôi cái gì nữa hay gì hả bà? Không có nuôi cái gì hết trơn. Ủa cái nào nồi này là cái nồi gì? Nấu bắp. Nấu bò. Không, con đây giống như nấu tắm. Nấu tắm á, nấu tắm cho bò. Dạ dở đây nè, xuất nấu tắm cho bò đây. Hả? Ngọc. Cái gì con? Nấu tắm cho bò ăn hả? Dạ. Nhà bà có nuôi bò hả? Không có. Dạ. Con nhỏ này nó nấu ké, nó không có lò, nó nấu ké. Nấu ké hả? Dạ. Đâu có đâu, em đâu biết đâu nên hỏi. Cái đó nó nấu ké nhà, nó bệnh không có chỗ nấu. Bà bới cơm cho chị ăn đi. Ít ít nó mẹ ô giữ rồi nó không hết đâu. Được rồi, không hết rồi, bớt nữa. Ăn cái gì? Cá kho nè. Cháu có chê kho. Thì tắm rửa đâu bà? Tắm rửa, tắm ké với nhà với con dâu thứ bảy á. Không có nhà tắm, không có nhà cầu đâu con ơi. Tên là ở ké không à. Cái nền nhà này là của ai? Ông ta cho ở đậu. Ta cho ở đậu hả? Ừ. Còn có đờ nhà, nền nhà ở ngoài bà ngoại, nó ngoài tốt ngoài số 2 lắm. Là bây giờ một mình bà nuôi người con của mình gì đây? Nhỏ con gái á, 50 tuổi á, già mà nuôi lợn gì nè. Chi phí hơn ngàn nhiêu bà? Chi phí là có nhiều cho nó ăn nhiều, có ít thì cho ăn ít con ơi. Có khi có tiền thì mua bán mà lời nhiều nhiều chút rồi mua miếng thịt 20 ngàn, còn không có tiền thì mua cá là cơm, cái này cá kia kho. Dạ. Ăn lên hả già. Dạ mất... chị không biết múc cơm ăn luôn hả? Múc được mà mắc gỡ xương gỡ đồ cho nó đàng hoàng nó mới múc được. Ôi trời ơi. Ừ. Đó ngầu gỡ từ miếng xương gì nè,
Ôi, chị 50 tuổi mà chị không bây giờ hết biết gì luôn rồi. Hết biết giàu. Bây giờ con bỏ đói nó tới chiều nó cũng chịu nó, mà con đút cho nó kêu nó ăn thì con trộn sẵn gì nè, cái thì nó múc nó ăn. Còn không trộn thì nó không ăn. Nhà múc ăn được không? Múc ăn đi. Bưng lên. Bưng cái tay kia lên cho nó quen lên. Bưng lên. Bưng cái tô lên. Sao ngộ vậy trời? Lại lấy cái chuối ra cho bà nậu ấy kìa. Thì ra là bà hai thì vẫn có nhiều đứa con, cũng 10 đứa rồi thằng. Nhưng mà chị này là thứ mấy? Ngõ này là thứ tư. Mấy người kia ở xa hết trơn, không có ai gì gặn hết trơn. Giờ mất nuôi đó. Con dâu thứ mấy? Con dâu nãy thứ bảy. Ban đầu thì nói đâu nói là nó ghen quá rồi nó này kia nọ, giờ cứ đi theo giờ theo mấy cái nhà xuống nhà thương Long Xuyên này kia nọ hoài vậy. Giờ, giờ khám ra thì nó bị thằng chồng nó quấn gì nè. Nè, múc ăn đi. Múc ăn. Cơm nè, múc ăn đi. Rồi, bưng lên ngồi xếp bằng lại coi. Ngậu xếp bằng lại tử tới coi. Ừ vậy đó. Cái giờ đó xếp bằng lại. Bỏ giờ xuống. Ủa chị biết tắm rửa gì không bà? Trời ơi tin bà hai không. Hai mặn tắm rửa. Là bây giờ chị giống như là đứa trẻ lên ba vậy á. Không biết gì đâu. Không biết con. Không biết gì. Nhờ hôm đó này bà có tiền già đúng không? Có tiền già mà lãnh được có hầu hầu nhỏ á. Ê, hầu 70, bảy mấy tuổi gì tới giờ. Ảnh được có 2-3 lần gì nha. Bà chưa đủ 80 mà. Chưa được 80. 80 mới lãnh được. 80 mới lãnh được. Mỗi ngày bà đi đạp xe là bao nhiêu cây số? Từ ở đằng đầu cầu đẳng, cầu số 4 mình trường học đẳng đó. Rồi dài ra ngoài. Về bán hết chạp vào cái về đây để thêm nữa. Cái chạy dài ra tới số 2. Cái bệnh viện. Chuối dưới bắp là bà trồng nhà hay gì bà? Mua không á. Mua đi bán lại hả? Mua đi bán lại á. Mua sống vào nhà mình nấu hả? À mua bắp sống cái mình về nhà mình nấu. Dạ. Cái lò đó đó. Cái dạ. Nấu. Dạ. Nấu rồi cái chạy vớt cái chạy đi bán. Còn chuối thì để cho tới chín rồi mới đi ấy. Chín cái này chở đi bán. Bà đi bán vậy con cái mà có cái nào la nói. La nó cũng dày hoài, điện gì nó la hoài nó kêu mẹ nghỉ đi. Rồi tôi nói mày nghĩ ai đâu nuôi chị mày. Chị mày như vậy làm sao ai đâu nuôi. Có ai đâu nuôi. Nuôi phải nữa mà một mình tôi không á thì còn nuôi được. Con này mắt nó có nó nữa sao nuôi. Rồi còn vợ nó nữa. Ừ này cái vợ nó nói này nó kia nó nọ. Tôi suy nghĩ có nhiêu đó mà tôi dám đi bán nuôi nó đó. Phải chi mình tôi không á. Rồi con nó nuôi được. Nó dứt về nhà nó nuôi được. Còn như vợ như gì giờ có nó gì giờ. Chồng nó giao gì giờ không tôi không nuôi giờ ai nuôi bây giờ. Ủa chị muốn khóc hay vậy? Thì nói tới chồng nó là nó khóc chị, nói tới chồng nó là nó khóc à. Ờ vậy là chị vẫn cảm nhận được hả bà? Ừ. Bà cũng ngẹn ngào. Sao bà khóc á? Tội cho con nó vô phước gì. Phải có chồng nó ăn ủi nó rồi cũng đỡ khổ một chút, con này bỏ luôn. Vậy là chị Hồng vẫn có cái cảm xúc chứ đâu phải là chị Hồng không biết gì đâu. Nhưng mà tại vì không biết là sao chị Hồng không nói nữa mà nói không như... được. Nói không được hả bà? Dạ. Nó biết nghe, nó nghe được mình nó nói làm như là nó bị quấn vào trúng cái gì ở đây nè. Cái hai cái này nó không có nói được. Nhưng mà chị có biết chữ không? Không. Không biết chữ hả? Không. Nhỏ tới lớn giờ có đi học đi hành gì đâu. Còn đó nghèo khổ một chết đâu có mà lo cho nó ăn uống này kia nọ. Giờ lớn lên giờ nó tiếp với nhau thôi. Chứ đâu có đi học đi. Có nhỏ em nó sinh nhỏ thứ 10 á. Rồi mình nói được đi học. Học được tới lớp 6 nó nghỉ rồi.
Bán vậy thì mỗi vốn mỗi ngày là lấy nhiêu bà? Mua đồ 100 mấy 200, rồi bán là được, có kiếm được 40-50, có khi nào ấy cái người ta cho thêm mới được 50-60. Yeah. Đi bán dùng người ta thấy đồng nghiệp người ta cho thêm, nhờ với cho nó tiền ăn hàng. Chị cũng mua bánh đồ ăn đó hả? Mua thì đưa cho nó ăn hết trơn à, còn không mua thôi vậy đó. Rồi nó nghe rồi đi bán nhà hai có tiền mấy á cho thêm, cái mua bánh này bánh kia cho nó thêm cho nó ăn giấc trưa này cái nọ vậy đó. Như vậy bà với chị ở đây thì lúc những lúc mưa tạt gió lùa sao bà? Chỗ mấy có chỗ dột thì chạy, còn chỗ nào không dột thì trốn trốn đó. Giờ chừng nào hết mưa là dân mồng mình ngủ. Thật ra thì bà thì vẫn có chỗ trú vì có con dâu cũng gần ở đây. Có mưa thì có thể qua nhà con dâu cũng được. Được. Nó kêu hoài mà tôi không tải, tôi không chịu đi. Dạ, nhưng tuy nhiên thì phải nói là con ruột thì còn con dâu, mà con gái thì còn con rể. Dạ. Là nữ là nó cũng khó chứ nó không phải đơn giản giống như mình nghĩ. Nó có già rồi, hồi nó chưa vợ á thì còn được, đỡ một chút, còn nó có vợ rồi khó lòng. Hôn. Ê, đứa gà coi. Ở đây đi. Là cái nền này, cái nền đất mưa rồi chắc cũng kinh khủng. Ngập. Ở đây mưa mà mọi người lớn quá cái nó ngập. Tới đây gì nè. Dạ. Đi lậu chấm nha. Còn không có mưa thì khô queo, khô giáo sạch sẽ lắm. Nhưng mà con không thấy là cái mùng của bà để đâu. Cuốn dầu dẹp rồi để đùm đùm cho nó tiếp dầu đem dẹp gỡ rồi để lại tùm la nữa. Cuốn rồi đem dẹp hả? Dạ, và chiếu đồ này kia cũng gỡ hết trơn, cái tấu đem ra gỡ nha, bên nhà con dâu thứ bảy á, rồi cái chiều cái ôm qua nhà gần bên nè, giờ ôm qua ôm lại vậy á. Vậy chi cho nó cực vậy? Để đây có khi mưa giờ giọt ướt không có nhà, có khi đi bán cái trời mưa đó giờ ướt không có nhà, giờ cái tấu có thiếu ngủ thì gỡ cái chiều cực cái ôm qua chút vậy đó rồi. Nhưng mà bà tuổi lớn rồi ôm nổi không? Được. Nhẹ mà nhẹ hơn cái dẫn xe đi bán nữa, còn có chiếc chiếu với cái mùng. Còn tắm là không có tắm ở đây? Không có tắm ở đây, tắm ké về đóng mà tắm mà bảnh cái cho nó đóng tiền nước. Tiền điện đồ nó đóng. Mà sao con nghe người ta nói là ở đây là giống như cái quán của bà vậy hả? Thì luôn bán bậy bạ gì đó, có bán được ai gì đâu, tối ngày không được ly cà phê, không đi được trà đường đó. Giờ thấy vậy thôi đi bán cái kia ăn mẹ, đi kiếm 30, 40, 50 vậy này, tối ngày bán được mẹ đâu. Cái nồi cơm mình để đâu bà? Đó, cái nồi cơm đó đó. Cơm bên đó hả? Rồi bà đi bán vậy rồi ở nhà ai sẽ bán tập quá? Có ai đâu mua đâu không bán. Không có ai mua chứ. Giống như bán bậy nó được ly nào đỡ đi nấy vậy, kiếm uống đồ luôn vậy thôi, khỏi mua. Bà đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 8 giờ sáng đi, có khi 10 giờ, 11 giờ gì không chừng. Hết giờ nào về giờ nấy. Bây giờ qua đây tí xíu ha. Ở đây là cái nơi bà nấu nướng nè. Dạ, nấu nướng cho đó đó. Dạ. Ngoài ra thì nơi này bà cũng để dùng để bán cà phê ha. Nói. Vậy là con dâu của bà là nuôi nuôi bò phải không? Dạ. Nuôi được mấy con? 2 con. Tôi chia người ta không á? Chia sao con không hiểu? Giá tỷ chú gia vốn. Đằng này tôi gia công, con tôi nó gia công. Mua chia 6-4. Như là 10 triệu nó có được 6 triệu, nhưng người chủ mua đó là 4 triệu. Vậy đó. Chứ đâu có tiền đâu mà mua bò. Cái này là giống như là một cái trại ngày xưa, bà cứ có đến đâu thì bà cứ chấp phá đến đó nè. Hư tới đâu sửa tới đó ở. Ở nửa sống mà nuôi con này nè. Dạ. Hả? Cho mà mua không? Bà
bà có để xài điện thoại gì không? Có nhỏ gái thứ 10 nó xài đó. Chứ bà đâu biết xài đúng đâu không? Có biết xài. Đâu có gọi được. Không có biết ai đâu gọi mà gì đâu. Tối là mình kéo lại thôi. Kéo ngủ vậy mình sợ à? Không? Không. Già cả rồi sợ chiếc gì? Dạ. Miễn giá không đừng mưa được. Bà bán tàu hóa này lâu chưa? Cũng năm mấy hai năm nay rồi. Mà có bán buôn gì được đâu con ơi. Dạ. Như mà để rằng mà uống khỏi mua chứ. Làm cho nó uống này kia nọ chứ. Ăn đi. Ăn cho no luôn đi. Uống cơm ăn đi. Như mỗi lần bà đi bán về trễ chị đói bụng mà chị biết kêu con cho ăn không bà? Con em nhỏ đó thứ bảy đó thì nó khi bớt cơm thì đứa này đứa kia bớt cơm cho nó ăn, còn khi nó không có đói nữa thì về sáng ăn cơm dĩa cơm sườn 15.000 cái tứ giờ này nó mới có đói bụng. Ừ. Vậy đó. Thấy chị thương ha. Thế thì hôm nay thì con đến đây á thì biết được cái cảnh của chị sống cảnh này không biết sao. Nhưng mà mong rằng á mấy đứa hai đứa con trai của chị á sẽ quay lại ước của chị về nuôi cho bà đỡ cực khổ. Bà thì sống ở trong với lại những nó, người con dâu của mình. Thằng cái thằng lớn nó cũng thâu thâu vợ rồi nó đi mặn tùm lum tùm la chứ đâu có nhà đâu mà dước. Rồi còn thằng kia cũng mặn tới kiều tới tấu bây giờ rồi nó đâu có vô mẹ nó được đâu. Đó. Nhưng mà mặn thì không gửi tiền cho bà để nuôi mẹ của mình sao? Nó gửi nó lãnh tiền nha, được có nhiều cái nó trả được, nó cho 200, 100, 200 nó tiếp tôi vô vậy. Mua đồ ăn cho mẹ nó ăn hàng ngày. Vậy là ngày cũng được 100, 200. Một tháng á, một tháng mới được có 200.000 á. Có khi có tháng nó không cho anh. Vậy là cháu ngoại. Cháu ngoại. Con của nó. Khổ ghê vậy. Ở ngày hôm nay thì con đến đây con cũng biết được cái hoàn cảnh của bà. Con không biết nói gì hơn. Thì cũng mong rằng là bây giờ thì gia đình mình tự gánh vác với nhau, mong rằng á sẽ để đưa chị về nuôi hoặc là chồng của chị á đem về bà và sống với con cái cho nó đỡ. Hội viên này gặp bà con gặp cái hoàn cảnh của chị thì con không biết nói gì hơn. Thôi thì con thay mặt cho cô My ở Mỹ á gửi cho bà mua sữa hay mua gì đó cho chị ăn bồi bổ vô ha. Con gửi cho thay mặt cô My con gửi cho 500.000 ha bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cái chú đi. Dạ. Gửi cho 500.000 để mà trời ơi. Thôi thì con chào bà ha. Dạ. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ và Út Đồng Tháp cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Xin cảm ơn cô My rất là nhiều ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.